Xin chào các anh chị nha, chúc các anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ và ăn bữa cơm cùng với gia đình chúng tôi nha. Và hôm nay tôi có một cái chương trình để hướng dẫn tất cả các anh chị ăn cái con này thì ai cũng biết rồi. Thế nhưng mà để mà bóc được nó không cần dao kéo quả một việc rất là khó chứ không phải dễ. Bình thường ra là các anh chị là cắt hai bên, nhưng cái này không cần phải bóc, cắt hai bên nha. Đây các anh chị chú ý nha, đây tôi con bè bè như thế này, mình gập đôi vào như thế này. Đấy, gập nó vào làm cho nó căng cái thịt lên nha. Và đây cái chỗ này móng tay đây và đặt nó vào đây, cậy một phát không sâu hoặc là. Đấy, con này rất là dễ nha. Đấy, từ đây đấy đến đây nhá. Đấy, đến cái chân này, đến cái chân này thì các anh chị lưu ý cái chân này cầm một cái bóc vào đây. Đấy, bóc đây. Đấy, bóc đây. Đấy, thì là nó ra hết cái con bè bè này nhá, ăn rất là ngon. Đấy các anh chị ạ. Đấy, con bè bè này là bè bè ăn rất là ngon nhá. Đấy, là nó nôi nó ra thế này, làm cứ thế này nó nôi ra thôi. Đấy, đấy, đấy nhá, nó ra hết cái con bè bè như này rồi các anh chị nhá. Đấy nhá, con này mà nói thật sự là uống với rượu ba kích thước ngoài đặc sản Quảng Ninh. Đây mỗi bữa tôi uống như thế này, cảm giác con người mình rất là khỏe khoắn. Rượu ba kích thước ngoài đặc sản Quảng Ninh hỗ trợ cho tất cả những anh yếu sinh lý, anh nào mà chưa ra đến chợ nó mua hết tiền thì có nhu cầu sử dụng rượu ba kích này thì hãy để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn và ship hàng đến tận nhà cho các anh chị nha. Thôi em mời tất cả các anh chị ăn bè bè và uống chén rượu nha. À, ngon à. Đấy, con này uống rượu ba kích Trung Hoài tuyệt vời luôn các anh chị. Em ăn cái con này nó hơi bẩn tay thôi thì em chỉ hướng dẫn như thế thôi. Chúc tất cả các anh chị một buổi tối thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhá. Xin chào.